Đây bên tay của bác Sơn Biên Hà Tĩnh. Đây nhẹ rất nhẹ, nhẹ tênh luôn. Đây các bạn. Đấy, đây là cần gạt số. Gạt ở đây nhá. Đấy. Mà còn mới răng này nó hơi nhít tí. Đây. Đấy, rất nhẹ nhàng. Này thời tấn rưỡi thoải mái. Đây là gạt răng. Cáp rất nhẹ nhàng, cái này nó hãm tự động, cái này là phanh tự động rồi, nhà không cần phải phanh, đặt thả ra bảy phát là cả cáp rất nhẹ nhàng, đóng số. Đúng rồi, răng nó đóng được. Nhẹ rất nhẹ đấy, phải cầm một ngón tay vào quay đấy, còn bác muốn nhẹ thì có về bác cái này dài đấy nhá, ngắn này, cái này về hàn chân vào để kinh cho bác bắt như nào thì các bác.